ngày 8 tháng 1, nền nhiệt độ tại tỉnh Lạng Sơn ở mức thấp. Đặc biệt, tại đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình đã xuất hiện băng tuyết. Ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn, thời điểm trưa ngày 8 tháng 1, nhiệt độ đo được là âm 1,6 độ C. Thời tiết nhiều sương mù, độ ẩm cao và có gió to. Theo trạm khí tượng Thủy văn Mẫu Sơn, băng tuyết xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn từ khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 1. Và nếu nền nhiệt độ vẫn tiếp tục rét sâu thì băng tuyết vẫn còn tồn tại trong những ngày tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, băng tuyết đã phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ. Cảnh tượng này đã thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Các đơn vị chức năng tại khu du lịch Mẫu Sơn khuyến cáo người dân bố trí thời gian di chuyển và phương tiện hợp lý để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông cũng như đảm bảo sức khỏe trong nền nhiệt độ thấp.